chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là cái bếp từ này hoạt động, nó chính là cái nguyên lý của nó giống như là cái máy biến áp ấy. Đấy. Thì cái nồi này nó chính là cái cuộn thứ cấp này, ở bên trong này là cuộn sơ cấp. Đấy, bây giờ làm như thế nào? Đây, bật lên cho các bạn xem nha. Chạy đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ quấn cái dây đồng này vào để tạo thành cái cuộn thứ cấp của nó. Dính sao đây? Ok. Rồi, sau một lúc thì hục hàn thì đã hàn xong. Các bạn nghĩ là nó có sáng được không? Để đấy mình quấn mấy cái con vòng dây để làm như là cuộn sơ cấp của Việt Nam này. Bây giờ cắm điện nhé. Ok. Bật lên. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nha. Đấy, bây giờ tắt điện đi này. Đấy, tắt xong. Các bạn nhìn cái bóng nha. Cho tăng nhiệt độ lên này. Chứng tỏ là cái trong cái cuộn dây đồng này có điện rồi đúng không? Rất là sáng luôn. Đấy, sáng đỏ luôn. Như này nếu mà mình quấn nhiều vòng có thể nó ra nhiều vôn, tuy nhiên là cái cường độ dòng điện sẽ rất là yếu nhé. Cái này nó chỉ có điện áp thôi. Chúc các bạn vui vẻ ha.